7 nha. Bài 7 nè, các bạn cố gắng khi gặp bài toán thực tế các bạn đọc giúp lỡ 3 4 lần. 3 4 lần để chia để nhớ cái nội dung của cái đề bài. Rồi, trong tháng Giêng hai tổ sản xuất được 720 chi tiết máy thì biết tổ 1 bao nhiêu chưa? Chưa, biết tổ 2 bao nhiêu à? Chưa thì các bạn gọi. Rồi, x là chi tiết máy tổ tổ 1. Y là chi tiết máy của tổ 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 2 và x y của mình chi tiết máy là một chi tiết, hai chi tiết, ba chi tiết, bốn chi tiết về khối n n sao. Và có nhiều giáo viên người ta sẽ x y nhỏ hơn 720. Rồi, đây là chi tiết máy của tổ 1, đây là chi tiết máy của tổ tổ 2 mà hai thằng này hết bao nhiêu à? 720, vậy ta có chi tiết máy của hai tổ là x cộng y bằng 720. Một phương trình các bạn để ý giúp lợi, một phương trình hai ẩn kiếm thêm một phương trình nữa. Trong tháng 2 tổ 1 vượt quá 15%, tổ 2 vượt mức 12% nên sản xuất được bài nè. Đây nè, 100 nè, 119 này, xin lỗi, 819 này chính là vừa lúc đầu rồi cộng thêm cái vượt hạn mức nữa các bạn. Vừa lúc đầu là x nè, rồi thêm vượt hạn mức 10, nếu tổ 1 là vượt thêm hạn mức 10 15% nữa. Vậy các bạn ghi nè, các bạn ghi lời văn cẩn thận nha. Đây là gì ạ? Đây gọi là ghi cái gì ạ? Số tổ 1 sản tổng tổ 1 sản xuất lúc đầu và vượt mức lúc đầu nha, lúc đầu và vượt mức 15% là gì? Đó. Thì lúc đầu là x nè, hình dung không ạ? X nè vượt thêm 15% nữa là cộng x nhân 15%. Một là các bạn viết kiểu này, hai có nhiều giáo viên sẽ ghi là x nhân lúc đầu là 100% nè, vượt 15% cộng 15%, hoặc có nhiều giáo viên người ta ghi x nhân nè 100% này chính là 1 cộng 15%. Ba các viết này đều như nhau nha các bạn, đều như nhau, nhưng các bạn phải hiểu đây vừa là lúc đầu với lại cái phần vượt vượt mức. Tương tự cái tổ 2 vượt mức bao nhiêu à? 10 12%. Vậy mình sẽ viết theo kiểu này nha các bạn, sẽ là x, xin lỗi, y tổ 2 là y nhân 1 cộng cho 12%. Vậy từ đó ta có gì ạ? Tổng sản lượng chi tiết máy của hai tổ sản xuất là, đó là ta lấy đây cộng đây bằng với cái số người ta cho, được chưa? Giờ x nhân 1 cộng 15% cộng y nhân 1 cộng 12 hay là 20, 12 các bạn, 12% bằng 819. Rồi, đây phương trình thứ thứ hai. Đúng chưa ạ? Rồi, vậy theo đề bài ta có. Ta viết lại hai cái phương trình đó, x cộng y bằng 720, và viết lại phương trình này thì mình mang cái số này nè, mang cái số này ra phía trước, 1 cộng 1 15% nhân x cộng 1 cộng 12% bằng nhân y bằng 189. Được chưa? Rồi, đây đã, các bạn quay về phương trình hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, các bạn dùng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng đại số thì các bạn sẽ giải ra được là x y. Có x y rồi thì các bạn hãy kiểm tra lại bằng gì ạ? Bằng máy tính cá Casio. Được chưa? Và các bạn bấm nè. A nè là trước x nè, B là trước y nè và C là cái hệ số tự do. Các bạn bấm nè. On năm một, được chưa? Một bằng 700, một bằng 720 bằng. Tiếp tục bấm hàng này ra thì mình nhẩm ra là nó sẽ là 1.15 đó các bạn, bằng đây là 1.12 đó, bằng và 8.810 19 bằng bằng thì mình sẽ ra a, nó bị ra số âm nha, mình kiểm tra lại nha, coi mình có bị sai số chỗ nào không nha. Các bạn kiểm tra lại giúp lỡ con có bị sai số chỗ nào hay không nha các bạn.
Đây nè, ở trên là một nha các bạn, bị sai nè, thấy không ạ? Một bằng đó, bị sai số thấy không ạ? Các bạn cố gắng bấm, các bạn cẩn thận nha. Vậy ra là 420 nè bằng 3 300. Ok chưa ạ? Ok nha các bạn. Ok nha.